để đạt được các mục tiêu đề ra. Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 xác định truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, có vai trò của các cơ quan, báo chí, truyền thông với nòng cốt là những nhà báo, phóng viên trên khắp cả nước trong những năm qua với sự vào cuộc của các cơ quan báo chí truyền thông hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã có sức lan tỏa mạnh mẽ giúp cộng đồng biến nhận thức thành hành động từ hành động trở thành thói quen từ các bài báo đã phát hiện những điển hình tiên tiến những sáng kiến trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phản ánh được những khó khăn thách thức trong việc triển khai thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tọa đàm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả từ hoạch định chính sách đến hành động và vai trò của báo chí truyền thông là một trong những hoạt động hiện thực hóa chiến lược truyền thông kể trên qua nghiên cứu đánh giá cùng với kết quả thực hiện khảo sát đối với đối tượng là các phóng viên nhà báo trong thời gian tới bộ công thương sẽ thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm tập huấn nhằm phổ biến chủ trương chính sách định hướng triển khai và những giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến những phóng viên nhà báo qua đây các hoạt động chia sẻ chuyên môn thường xuyên sẽ giúp các phóng viên nhà báo có thêm nhiều thông tin quý giá giúp tuyên truyền một cách hiệu quả trong thời gian tới đồng thời tạo nên một diễn đàn cởi mở để đội ngũ phóng viên nhà báo có thể chia sẻ thẳng thắn góp ý và đồng hành với bộ công thương trong công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nói riêng và ngành năng lượng nói chung